Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Liên kết phát triển du lịch giữa hai tỉnh Lào Cai và Bình Định. Liên kết sản xuất và chế biến chè ở Cao Sơn. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 393 người phơi nhiễm với bệnh dạy. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, ngày 25 tháng 5, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021, việc tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42. Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật điện ảnh sửa đổi. Sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật điện ảnh sửa đổi. Trước đó trong phiên họp buổi chiều ngày 24 tháng 5, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Tiếp đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Tổng kết đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Chiều qua tại Sapa, Sở Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa hai tỉnh trong giai đoạn bình thường mới. Dù hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch của hai tỉnh. Trên cơ sở những tiềm năng lợi thế và khả năng của ngành du lịch hai tỉnh, Sở Du lịch tỉnh Lào Cai và Sở Du lịch tỉnh Bình Định ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2022-2025 với các nội dung phối hợp nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của từng địa phương để tăng cường tổ chức hoạt động phát triển du lịch, liên kết, phát huy sức sáng tạo, chủ động của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, từ đó thúc đẩy thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và xây dựng các tour tuyến du lịch liên vùng hoàn chỉnh, hấp dẫn nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế. Nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi bên, đề cao sự hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin trong giải quyết công việc quản lý nhà nước về du lịch giữa hai sở. Tại hội nghị, hai đơn vị đã trao đổi, góp ý hoàn thiện các sản phẩm, điểm đến, dịch vụ du lịch và đề xuất các nội dung cụ thể để xây dựng chương trình liên kết của các doanh nghiệp lữ hành hai tỉnh Lào Cai và Bình Định. Ủy ban Nhân dân huyện Ba Sát xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội mùa thu huyện Ba Sát năm 2022. Theo đó, lễ hội sẽ diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2022. Lễ hội mùa thu là sự kiện lớn của huyện Ba Sát được tổ chức thường niên nhằm phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn. Năm nay, lễ hội sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như lễ khai mạc với chủ đề Y tế sức hút đại ngàn và công bố các quyết định, công nhận điểm du lịch, thôn Tròn Thèn, công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, tri thức dân gian, canh tác ruộng bậc thang của người Hà Nhì. Bên cạnh đó là các hoạt động như tổ chức trại sáng tác ca khúc Bát Sát năm 2022, trải nghiệm thu hoạch lê tai nung tại xã Nậm Pung, trải nghiệm tham quan trình diễn dù lượn, chèo thuyền, súp, du lịch cắm trại, bay giữa mùa vàng, ngày hội hương cốm vùng cao, trưng bày sản phẩm bạc tiên nữ tại khu vực cụm xã Mường Hum, giải chạy marathon Trịnh Tường Lũng Pô với chủ đề về thượng nguồn Lũng Pô, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.
Những năm gần đây, liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp ngày càng được quan tâm. Tại huyện Mường Khương, việc liên kết giữa doanh nghiệp với các hộ dân của xã Cao Sơn trong trồng và tiêu thụ chè búp đã giúp nhiều gia đình có thu nhập ổn định, doanh nghiệp xây dựng được thương hiệu hàng hóa. Xã Cao Sơn hiện có 241 hectare chè, chủ yếu là giống chè Kim Tuyên chất lượng cao. Để gắn sản xuất với chế biến, nông dân trồng chè đã liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mường Hoa từ khâu trồng, chăm sóc tới ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm chè búp tươi với giá thu mua ổn định. Năm 2022 này, giá thu mua cam kết là 12.000 đồng một kg. Để đảm bảo cái đầu ra cho bà con thì đơn vị cũng thành lập các nhóm hộ dân để ký hợp đồng để bà con yên tâm chăm sóc cây chè. Cây chè phát triển năm nay bà con rất là chăm và chè rất là đẹp. Để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm chè, xã Cao Sơn đã chỉ đạo cán bộ nông nghiệp, khuyến nông viên hướng dẫn các hộ kỹ thuật chăm sóc và thu hái chè. Nhờ đó năng suất và sản lượng chè tăng lên từng năm. Người trồng chè cũng yên tâm hơn khi đầu ra ổn định. Năm nào cũng đầu tư phân bón rồi cắt giống, mua giống năm nào cũng phải mua giống, mình làm chè thì cũng chỉ trồng một năm được thu hoạch được. Lâu lâu năng ấy, cũng ký đồng với công ty, không là bán sản phẩm ra công ty thu mua thì nó cũng thu mua đều. Từ chè búp tươi Kim Tuyên thu mua được, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mường Hoa đã chế biến thành sản phẩm chè ô long, chủ yếu dành cho xuất khẩu. Sản phẩm này đã được công nhận nhãn hiệu tập thể chè ô long Cao Sơn. Kết quả này cho thấy tính hiệu quả của việc liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, chính quyền và doanh nghiệp tại Cao Sơn. Mường Hoa thì đứng trên địa bàn đã thu mua toàn bộ các cái diện tích chè cho bà con nhân dân, thì bà con dân thì các cái hộ gia đình mà đã trồng được các cái diện tích chè này thì bà con dân thấy là rất là yên tâm, mà cũng từ đó thì bà con dân đã rất là chú trọng về công tác chăm sóc cũng như là bảo vệ và thu hái đúng kỹ thuật. Phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa là xu thế tất yếu và nhu cầu không thể thiếu của các tổ hợp tác xã, hộ dân, cá thể. Từ mối liên kết giữa người dân với doanh nghiệp đã tạo ra bước đột phá quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất chè trên địa bàn xã Cao Sơn. Tiếp theo là những thông tin về giá cả một số loại hoa quả trên thị trường. Tùy thuộc vào chất lượng quả, dưa lê hiện đang được các nhà vườn trên địa bàn tỉnh bán ra với giá dao động từ 18 đến 20 ngàn đồng một kg. Còn tại các chợ, giá 1 kg dưa lê tăng từ 3 đến 5 nghìn đồng. Theo các tiểu thương, đang là cuối vụ nên giá dưa lê tăng khoảng 5 đến 7 ngàn đồng một kg so với đầu vụ. Tuy nhiên, dưa lê được người tiêu dùng khá ưa chuộng do tính giải nhiệt cao. Còn đối với vải thiều, do bắt đầu vụ thu hoạch nên giá bán trên thị trường đang có xu hướng giảm, dao động từ 40 đến 45 ngàn đồng một kg, giảm khoảng 15 ngàn đồng so với thời điểm đầu tháng. Mận Bắc Hà đang vào chính vụ với giá bán đang ở mức 50 đến 60 ngàn đồng một kg, giảm từ 20 đến 30 ngàn đồng một kg so với thời điểm đầu vụ. Mận Tam Hoa ở Bắc Hà có vỏ màu tím đậm, phủ lớp phấn trắng, độ chua ngọt vừa phải, được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Thống kê của phòng chuyên môn, toàn huyện Bắc Hà có khoảng 500 hectare mận Tam Hoa, tập trung ở 7 xã thị trấn là thị trấn Bắc Hà, xã Tà Trải, Bản Phố, Lùng Phình, Thải Giàng Phố, Na Hối và Nậm Mòn. Thời tiết mưa kéo dài kèm theo không khí lạnh những ngày qua là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông xâm nhiễm, lây lan và gây hại đối với lúa xuân giai đoạn cuối vụ. Hiện nay khoảng 500 hectare lúa xuân trà sớm đang trong giai đoạn đỏ đuôi, phần lớn diện tích đang chỗ bông ngậm sữa chắc xanh. Tuy nhiên, rải rác nhiều chân ruộng đã xuất hiện bệnh đạo ôn. Nếu cuối vụ không được kiểm tra theo dõi chặt chẽ, phòng trừ kịp thời, rất dễ mất mùa. Theo chỉ đạo, đối với các diện tích trà sớm đã đỏ đuôi đến chín, nông dân cần tranh thủ thời tiết tạnh giáo, khẩn trương thu hoạch ngay với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Trên các diện tích trà chính vụ và muộn, các địa phương tuyên truyền hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng ngừa bệnh đạo ôn cổ bông đối với diện tích các giống nhiễm như BC15, TBR225, Sánh Củ, Thiên Yêu 8 bằng các loại thuốc đặc trị ít nhất 2 lần. Lần 1 phun khi lúa chỗ đều và phun nhắc lại lần 2 khi lúa ngậm sữa, chắc xanh và tuyệt đối không bón đạm trên diện tích lúa đã nhiễm bệnh.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 393 người phơi nhiễm với bệnh dại do bị chó mèo cắn cào, phải đi tiêm phòng vaccine và huyết thanh kháng dại. Để góp phần nâng cao nhận thức của người dân, giảm thiểu tác hại của bệnh dại, thời gian tới các địa phương và đơn vị liên quan cần thực hiện tốt các yêu cầu như quản lý, kiểm soát đàn chó mèo và tiêm phòng vaccine dại, đảm bảo mỗi con vật được tiêm phòng một lần một năm. Ngành thú y là nòng cốt hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại trên động vật. Ngành y tế hướng dẫn người bị chó mèo cắn, cào, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, tăng cường giám sát, phát hiện bệnh dại trên người và trên động vật. Mục tiêu của tỉnh đến năm 2030 sẽ xây dựng thành công hai vùng an toàn dịch bệnh dại là thành phố Lào Cai và thị xã Sapa, không còn người tử vong vì bệnh dại. Riêng năm nay sẽ có thêm 4 xã phường được công nhận là cơ sở an toàn bệnh dại. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai năm 2022, huyện Simacai đang đẩy mạnh việc giám sát, tăng cường vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý chuyên ngành, sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm về an toàn thực phẩm. Trên địa bàn huyện Simacai đang có 60 cơ sở bao gói sẵn thực phẩm, 170 cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố. Số cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm là 30. Việc ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm giữa chính quyền và các hộ kinh doanh được thực hiện nghiêm túc. Huyện cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ việc sản xuất kinh doanh thực phẩm, kịp thời phát hiện sai sót để chấn chỉnh. Và kiểm tra thiếu sót một số giấy tờ liên quan đến phụ gia, bên em cũng cố gắng khắc phục kịp thời. Cùng với đó là đoàn đã tuyên truyền cho cơ sở, ví dụ như là phụ gia là cần phải có những cái giấy công bố chất lượng sản phẩm, khu vệ sinh phải sạch sẽ, đảm bảo duy trì. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi vừa tuyên truyền vận động, vừa thứ nhất là đi đến đâu chúng tôi tuyên truyền đến đấy, và thứ hai là xử phạt nghiêm những đối tượng và đã nhiều lần nhắc nhở mà không thực hiện đúng theo quy định thì chúng tôi cũng phải nghiêm khắc thực hiện cho vấn đề này. Thì trong quá trình thực hiện thì chúng tôi đã xử phạt 3 cơ sở, đa số là mắc vào cái lỗi là hàng hóa để quá hạn sử dụng. Huyện Simacai cũng phối hợp tốt với đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, tiến hành kiểm tra kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua những năm kiểm tra thấy là các cái cơ sở cũng đã thay đổi tích cực, cũng ví dụ là các cái hồ sơ về thủ tục hành chính ấy, thì truy xuất nguồn gốc thì cũng đã được cải tiến rất là nhiều. Đấy, và cũng chú trọng hơn về cái điều kiện để sản xuất và kinh doanh. Thì cơ bản các cái cơ sở kiểm tra thì thấy là cũng đã thay đổi theo hướng tích cực. Tăng cường quản lý, giám sát và kiểm soát chặt chẽ về an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng huyện Simacai đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, thời gian qua, trên địa bàn huyện không xảy ra các sự cố về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước những diễn biến khó lường của mất an toàn cháy nổ, trong 3 năm qua, Công an thành phố Lào Cai đã phối hợp với các xã phường xây dựng nhiều mô hình an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các mô hình đã phát huy được hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao ý thức của người dân. Thôn Phân Lân được chọn xây dựng mô hình điểm thôn an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của xã Tả Phời. Sau gần 2 năm hoạt động, không chỉ nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng cháy chữa cháy, mà an toàn khu dân cư cũng được đảm bảo. Tất cả những vụ việc liên quan đến cháy nổ ở mức độ nhỏ đều được người dân xử lý kịp thời. Từ khi chúng tôi thành lập mô hình, nhân dân tôi ý thức rất là tốt trong cái phong trào phòng chống cháy nổ, và ví dụ như bản thân gia đình các hộ kinh doanh thì đã nâng cao lên một tầm mới, là rằng là đã có sự đề phòng. Ví dụ như phòng bị mỗi hộ gia đình là ít nhất là có 2 bình mà bình phòng cháy nổ tại nhà, nhỡ có xảy ra gì đó là chúng tôi có tại chỗ luôn. Khu dân cư Trần Đăng Ninh, phường Cốc Lếu có 151 hộ dân, phần lớn mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ, trong đó có trên 30 nhà hàng, khách sạn lớn. Mô hình khu dân cư phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong cộng đồng. Toàn bộ khách sạn, nhân viên trong khách sạn đã được qua những tổ tự quản này huấn luyện và đào tạo về bên phòng cháy chữa cháy.
tự quản thường xuyên sẽ kiểm tra và đào tạo thêm và những chỉ đạo những bên hình thiếu và cần thiết. Mô hình như thế này thì nó rất là tốt cho nhân viên và khách nghỉ tại cơ sở. Trong 3 năm qua, Công an thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, đã xây dựng được 21 mô hình về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các xã phường. Trong đó có 2 mô hình điển hình tiên tiến cấp tỉnh trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy. Và cái việc ra mắt mô hình gắn với việc phổ biến những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy cho từng hộ dân đã làm cho nhân dân ngày càng nâng cao được cái ý thức tự giác cũng như hướng dẫn, nhắc nhở lẫn nhau và thi đua lẫn nhau giữa các hộ dân về an toàn phòng cháy chữa cháy cho nhà mình cũng như là cho các nhà khác trong khu dân cư. Và từ đó thì cũng có cái giá trị rất lớn trong cái công tác phòng ngừa cháy nổ và xử lý ngay từ ban đầu những cái vụ cháy nổ, không để cho cháy lớn, cháy lan gây những hậu quả về thiệt hại về người và tài sản. Trong thời gian tới, Công an thành phố Lào Cai sẽ tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các xã phường rà soát các khu dân cư có tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, tuyên truyền vận động nhân dân trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu, mở các lối thoát nạn thứ hai, tiếp tục nhân rộng các mô hình về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư, tổ dân phố. Tiếp theo chương trình, giải pháp để nâng cao chất lượng học tiếng Anh. Cảnh báo ngộ độc do tự uống thảo mộc. Ngày 20 tháng 5 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 31 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Trong đó quy định về điều kiện vay với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã. Điều kiện hỗ trợ lãi suất vay với doanh nghiệp, hộ kinh doanh như sau. Khách hàng có thể đề nghị được hỗ trợ lãi suất đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành. Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong các trường hợp sau. Khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn hoặc số dư lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn hoặc số dư lãi chậm trả. Khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ. Thưa quý vị và các bạn, xác định ngoại ngữ không chỉ là công cụ học tập, nghiên cứu mà còn là phương tiện làm việc, giao tiếp, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025. Thực hiện đề án, ngành giáo dục tích cực có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông. Một buổi lễ vinh danh nhỏ được trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng tổ chức để chúc mừng thành công của em Nguyễn Hoàng Anh với thành tích đạt điểm 8.0 trong khóa thi chứng chỉ quốc tế tiếng Anh IELTS diễn ra tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 5 năm 2022. Hoàng Anh là học sinh cấp trung học cơ sở đầu tiên của tỉnh đạt kết quả thi chứng chỉ IELTS cao như vậy. Em cũng thấy khá hài lòng với kết quả của mình. Tuy vậy thì trong tương lai em chắc chắn rằng là em sẽ cố để thêm được những thành tích cao hơn nữa. Những thành tích bước đầu của học sinh đã phần nào khẳng định được hiệu quả của các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ ở Lào Cai. Trước hết là xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Đồng thời liên kết mời các giáo viên người nước ngoài tham gia dạy học. 8 năm qua, thành phố Lào Cai liên tục có các tình nguyện viên quốc tế dài hạn thuộc các tổ chức khác nhau đến hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh tại các trường phổ thông. Nhà trường cũng tạo ra những cái sân chơi bổ ích, các cái cuộc thi sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh thường kỳ để tạo ra một cái sân chơi tiếng Anh giao tiếp cho tất cả các em học sinh cũng như là tất cả các thầy cô giáo ở trong nhà trường. Thành phố Lào Cai là địa phương đi đầu trong việc triển khai dạy học tích hợp tiếng Anh ở hầu hết các môn học. Đến thời điểm này, tất cả học sinh các trường học từ mầm non đến tiểu học và trung học cơ sở đều được học và làm quen với tiếng Anh.
Đến thời điểm hiện tại có khoảng 45 học sinh cấp trung học cơ sở dự thi IELTS đánh giá năng lực IELTS của Hội đồng Anh tại trường Trung học phổ thông chuyên cũng như là các trung tâm Hà Nội. Và trong thời gian tới đây thì chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo cơ sở giáo dục là tạo mọi cái điều kiện để cho giáo viên và học sinh cũng tham gia đánh giá năng lực tại các trung tâm uy tín để từ đó có kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng dạy và học. Và chúng tôi xác định đây là một trong những môn học mà có thể nói là cơ bản trọng tâm để nền tảng học các môn học khác. Mục tiêu đến năm 2025, trên 90% giáo viên ngoại ngữ của Lào Cai được bồi dưỡng đạt chuẩn, đưa vào giảng dạy hai môn toán và khoa học bằng tiếng Anh tại 10 trường trung học phổ thông, 10 trường trung học cơ sở, 20 trường tiểu học, đồng thời xây dựng 59 trường điển hình về dạy ngoại ngữ. Những giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ sẽ đặt nền móng vững chắc cho các thế hệ công dân Lào Cai tự tin, vững bước trước xu thế phát triển hội nhập. Trong các chương trình thời sự tiếp theo trên sóng truyền hình Lào Cai, chúng tôi sẽ chuyển tới quý khán giả một số nội dung nổi bật sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Sở Du lịch về một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 và định hướng chiến lược để tạo sức bật mạnh mẽ cho kinh tế du lịch địa phương. Tập trung chế biến sâu trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Dạy học ở vùng cao, các thầy cô giáo gặp nhiều khó khăn vất vả hơn vùng thấp rất nhiều. Cùng với chế độ chính sách của nhà nước, tỉnh Lào Cai cũng đã dành nhiều sự quan tâm để cải thiện điều kiện sống và làm việc cho các thầy cô, trong đó có chủ trương đầu tư xây nhà công vụ. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Theo nhận định của các chuyên gia, Việt Nam vẫn là điểm sáng trên bản đồ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Các nhà đầu tư đến từ châu Á, châu Âu, Hoa Kỳ và ASEAN tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. 4 tháng đầu năm 2022 đã có 10,8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, trong đó vốn đầu tư tăng thêm là 5,29 tỷ đô la, tăng 92,5% so với cùng kỳ. Vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần tăng mạnh lần lượt là 92,5% và 74,5% so với cùng kỳ, cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư kinh doanh và các giải pháp chính sách phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam đã và đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón nhận làn sóng chuyển dịch đầu tư mới, trở thành cứ điểm sản xuất quan trọng của thế giới bằng cách tiếp tục hoàn thiện thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng để thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong nửa đầu tháng 5, kim ngạch xuất nhập khẩu giảm mạnh so với nửa cuối tháng trước đó. Điều đáng chú ý là trong hai tuần đầu của tháng 5, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 2,7 tỷ đô la Mỹ. Do vậy, đang từ mức xuất siêu 2,53 tỷ đô la Mỹ sau 4 tháng, cán cân thương mại hàng hóa đã bị đảo chiều, trở thành nhập siêu 223 triệu đô la Mỹ tính đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2022. Các nhóm hàng xuất khẩu trong hai tuần qua bị giảm mạnh như điện thoại các loại và linh kiện giảm 39,3%, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 32,1%, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 24,4%. Thưa quý vị và các bạn, có không ít người dân có thói quen sử dụng các loại thảo mộc hay rượu ngâm từ các loại cây để điều trị, phòng chữa các bệnh lý, bởi họ cho rằng các loại cây tự nhiên thường lành tính. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tự ý sử dụng này đã để lại hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe. Nghe lời mách bảo của người quen, cả hai vợ chồng này đã ăn quả muồng tây với hy vọng điều trị khỏi bệnh tiểu đường. Sau gần 3 tháng sử dụng liên tục, cả hai đều có biểu hiện tê tay sút cân. Tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ đã chẩn đoán cả hai vợ chồng đã bị liệt rễ và dây thần kinh toàn thân, teo cơ nặng, ảnh hưởng đến tính mạng. Cái cô mà chỉ cho cô là ở trên đảo mà có mẹ ruột của cô là bị mà ăn dạ, mẹ cô là lớn tuổi rồi ăn nó hết, trong lúc đó mình khỏe mạnh chứ mình cũng không có gì, mình đi khám thì bác sĩ nó không phải là bị tiểu đường nhưng mà bị rối loạn đường huyết thôi. Có không ít bệnh nhân được điều trị tại đây bị ngộ độc nghiêm trọng do sử dụng các loại cây rượu ngâm với rễ cây trong tự nhiên được truyền miệng là có tác dụng chữa các bệnh như xương khớp. Nhiều bệnh nhân nhập viện đã bị tổn thương não. Bố tôi trước đó là có bị đau khớp, chân là không đi được. Thế là cũng nghe dân làng nói là cái rễ cây mú tùn ấy ạ. Vâng, ngâm rượu là chữa cái bệnh đau khớp này.
Thế là bố uống được khoảng tầm 10 ngày thì bắt đầu là có hiện tượng. Hiện tại thì tình hình của bố là bác sĩ tiên lượng là sống thực vật ạ. Các bác sĩ cho biết có nhiều loại cây có chứa các chất như salicylate là một loại chất giảm đau có thể dùng để chữa bệnh. Tuy nhiên thực tế, nó cũng có những loại độc tính, nếu tự ý dùng có thể để lại những ảnh hưởng nghiêm trọng, sức khỏe. Đối với loại cây muồng có độc tính rất mạnh, thậm chí gây tử vong. Đây là một loại cây độc, nó có thành phần độc. Đấy. Và nó tập trung cái độc tính tố chủ yếu ở trong hạt. Và cái loại cây này đã ghi nhận là gây ngộ độc và tử vong, gây chết rất nhiều gia súc, gia cầm ở các nước. Và ở trên người thì ở Ấn Độ người ta đã ghi nhận có những trẻ em đã ăn phải cái loại quả nó đã tử vong. Thậm chí có những vụ 10 trẻ ăn đến 9 trẻ bị tử vong. Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh không nên nghe theo lời truyền miệng để chữa bệnh, mà nên đến gặp bác sĩ hoặc các lương y đã được cấp phép hành nghề để thăm khám và điều trị, tránh các trường hợp ngộ độc đáng tiếc xảy ra. Chuyển sang những thông tin quốc tế. Chiều ngày 24 tháng 5, Hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã bế mạc ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Tại hội nghị, bộ tứ cũng cam kết hợp tác với các đối tác trong khu vực vì mục tiêu một Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương tự do và rộng mở, trong đó có việc tôn trọng triệt để luật pháp quốc tế, nhất là những nội dung được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, ủng hộ duy trì tự do hàng hải và hàng không nhằm đối phó với các thách thức liên quan đến trật tự dựa trên các quy tắc hàng hải, trong đó có ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Các nhà lãnh đạo bộ tứ cũng cam kết sẽ hợp tác với các thể chế đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc và nước trong khu vực để đối phó với các thách thức toàn cầu như đại dịch COVID-19, an ninh y tế, sản xuất và phân phối vaccine, ngăn chặn các đại dịch trong tương lai, chống biến đổi khí hậu toàn cầu và đảm bảo an ninh mạng. Trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 75 diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tái đắc cử nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai. Kết quả trên được thông báo sau cuộc họp bỏ phiếu kín. Theo đó, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận được đại đa số phiếu của các nước thành viên WHO để tiếp tục đảm nhiệm Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế của Liên Hợp Quốc. Ông Tedros cũng là ứng cử viên duy nhất được đề cử. Sau khi kết quả được công bố, đại diện nhiều nước thành viên WHO đã chúc mừng ông Tedros. Trên Twitter, Bộ trưởng Y tế Đức cho biết ông Tedros đã tái đắc cử Tổng Giám đốc WHO với 155 phiếu ủng hộ trong tổng số 160 phiếu. Năm 2017, ông Tedros đã đi vào lịch sử khi trở thành người châu Phi đầu tiên lãnh đạo WHO. Quân đội Hàn Quốc rạng sáng ngày 25 tháng 5 thông báo Triều Tiên đã bắn 3 tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía đông của nước này, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rời Nhật Bản, kết thúc chuyến công du châu Á. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, 3 tên lửa lần lượt được phóng chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ từ khu vực Sunan, phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về vụ việc. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng ghi nhận ít nhất 2 vụ phóng, trong khi theo truyền thông sở tại, các tên lửa đã rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Cùng ngày, quân đội Mỹ khẳng định các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không tạo thành mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ hay các đồng minh. Tổng thống Biden cũng đã được thông báo và sẽ tiếp tục được cập nhật thông tin về vụ việc. Trong bối cảnh bệnh đậu mùa khỉ đang có nguy cơ lan rộng tại nhiều nước châu Âu, dù vẫn trong tầm kiểm soát, ngày 24 tháng 5, Đức thông báo đã đặt hàng 40.000 liều vaccine ngừa bệnh đậu mùa. Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Y tế Đức cho biết số liều vaccine trên sẽ sẵn sàng được đưa vào tiêm chủng cho người dân nếu tình hình bệnh diễn biến nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Đức cũng đưa ra nhiều biện pháp để kiểm soát bệnh như khuyến nghị cách ly ít nhất 21 ngày đối với người bệnh. Cũng theo Bộ trưởng Lauterbach, hiện chưa có dấu hiệu về sự khởi đầu của một đại dịch mới. Theo đó, các biện pháp can thiệp sớm có thể giúp ngăn chặn mầm bệnh lan rộng trong cộng đồng. Hôm 23 tháng 5, WHO cũng đưa ra khuyến nghị tương tự, nhận định đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay không đòi hỏi phải tiêm chủng vaccine quy mô lớn.
do các biện pháp phòng ngừa có thể giúp kiểm soát dịch. Cho đến nay, WHO đã ghi nhận hơn 250 ca mắc và nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, một đối tượng 18 tuổi đã nổ súng bắn chết 14 học sinh và một giáo viên tại một trường tiểu học ở bang Texas trong vụ xả súng học đường đẫm máu nhất tại Mỹ trong nhiều năm qua. Phát biểu họp báo, Thống đốc bang Texas cho biết vụ tấn công xảy ra ở Uvalde, một khu dân cư gần khu vực biên giới với Mexico. Hung thủ được cho đã bị cảnh sát tiêu diệt. Hiện trường vụ việc là một trường học với khoảng 500 học sinh, chủ yếu gốc Mỹ Latin và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Đây là vụ xả súng hàng loạt mới nhất xảy ra trong tháng này và nêu bật vấn đề bạo lực súng đạn nhức nhối tại Mỹ. Ngày 24 tháng 5, cảnh sát Brazil thông báo đã có 11 người thiệt mạng tại một khu ổ chuột ở phía bắc thành phố Rio de Janeiro trong một chiến dịch đột kích nhằm truy bắt các đối tượng đứng đầu đường dây buôn ma túy lớn nhất thành phố. Theo cảnh sát, đấu súng đã nổ ra. Các phần tử tội phạm đã kháng cự cảnh sát bằng súng tự động. Phần lớn đối tượng thiệt mạng là thành viên băng nhóm tội phạm. Vụ đột kích diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng và đây là chiến dịch được cảnh sát vũ trang Brazil tiến hành nhằm vào băng nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất ở Rio de Janeiro. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ súng trường, súng lục và lựu đạn, cũng như nhiều ô tô và xe máy được các đối tượng tội phạm sử dụng. Năm ngoái đã có 28 người thiệt mạng do bạo lực tại các khu ổ chuột ở Rio de Janeiro, phần lớn do các vụ đấu súng giữa cảnh sát và đối tượng buôn bán ma túy. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.